La Thanh Sài Gòn xin nghe kính chào quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hôm nay ở tôi quay ở đây cũng xin phép quý vị một khoảng thời gian cho tôi chia sẻ cái quan điểm của mình liên quan đến cái sự việc của Lê Thân Thiện và cái số tiền mà Lê Thân Thiện trao cho bác Ba Trầu thì đến bây giờ nó vẫn là một cái ẩn số tuy là những con số mà Lê Thăng Thiện đọc trên màn hình thì tổng lại nhưng mà cái cái chúng ta đang hỏi rằng từ đâu ra được những con số đó đến bây giờ Lê Thương Thiện vẫn chưa có cái lời uh, giải trình đúng không ạ với tất cả uh, quý vị khán giả thân yêu của Lê Thăng Thiện và với tất cả các mạnh thường quân mà họ cũng đã tin tưởng ở Lê Thăng Thiện thì trước khi mà chia sẻ cái vấn đề này thì tôi cũng À, có những cái lời thứ nhất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả mà trong suốt thời gian qua cũng đã đồng hành ủng hộ cùng Lang Thăng Sài Gòn và tôi muốn rằng à, những vị khán giả mà cũng đã bỏ công đấy bỏ thời gian để mà từ kênh Lơn Thiện xem à, những cái gì trong nội dung của kênh tôi thì cũng à, nên có những cái bình phẩm cho nó công bằng cho nó công tâm đấy vì sao chúng ta là sống trong một cộng đồng trong một cái môi trường mạng chúng ta phải dành những cái mà nó công bằng nhất nó tốt đẹp nhất để lan tỏa đúng không? chúng ta không thể mà lấp liếm đi một cái sự thật vì cái này nó không phải nó ảnh hưởng đến thế hệ chúng ta mà nó ảnh hưởng cả những thế hệ con cháu của chúng ta sau này cho nên chúng ta cũng nên là xây dựng ngay từ bây giờ một cái nền văn hóa mạng cho nó rõ ràng trong sạch Đấy, và cho nó có một cái sự lan tỏa những ý kiến mang chắc là tích cực đóng góp ở cộng đồng còn xin thưa quý vị vì những ngày vừa qua đó thì cũng có rất nhiều vị à, cũng chưa hiểu được cái sự việc của Văn thiện với bác bà trầu như thế nào cho nên vẫn có những cái lời à, trách móc à, cho cái sự việc này nhưng thực sự ra quý vị cũng nên hiểu rằng từ đâu từ đâu mà có những cái sóng gió như ngày hôm nay và từ đâu có những cái uh, bài luận của tôi, có những cái thức phim mà bác bà Trầu cũng đã chia sẻ trên kênh của tôi. Và Lương Thiện cũng từ những cái vấn đề đó mà đi tìm hiểu lại cho bác bà Trầu. Thì tôi tạm gọi rằng cái hành động của Lương Thiện đó là một hành động đi lắp lỗ. Thì để chứng minh cho cái hành động lắp lỗ đó thì hôm nay uh, tôi cũng có những cái bài luận, có những ý kiến để chia sẻ cái quan điểm của mình cho cái sự việc này cái vấn đề thứ nhất tôi muốn chia sẻ ở đây là Lê Tân Thiện à, sau khi xem cái clip của tôi là ý kiến của bác Ba Trầu trên kênh của tôi thì Lê Tân Thiện điện thoại cho bác Ba Trầu để xác minh lại cái sự việc mà cũng để mà có những cái hướng gọi là đánh lạc lạc hướng cộng đồng để. cho Lê Thiện ở dưới phần mô tả của cái bài viết của cái clip đó Lê Thiện nói là quý vị ơi trong một đêm mà bác bắt trầu lên hai kênh với hai nội dung khác nhau cái đó là tôi xin thưa quý vị đó là một trong những cái chiêu trò mà lương thiện đang dẫn dắt dư luận đang theo một hướng khác có lợi cho lương thiện lương thiện đến thời điểm bây giờ không chấp nhận sự thật và cũng không biết mình sai ở đâu cho nên tôi nói quý vị nè những cái ý kiến của tôi những ý kiến của mạnh thường quân trong suốt những ngày vừa qua thì Lân Thiện đang có những cái gọi là xuyên tạc, nói rằng tôi là một trong những người à, chuyên đi vạch lá tìm sâu, ganh ăn tức ở giống như là cái clip đầu tiên mà Lân Thiện à, nói ở trên kênh của Lân Thiện trong cái buổi mà livestream trực tiếp với bác Ba Trọng. Cho nên cũng vì cái câu từ đó mà nói thật quý vị tôi cũng cố mà vạch cho nó ra cái con sâu để tôi bắt cho nó sạch trong cái môi trường thiện nguyện này đúng không ạ? Chứ thật sự ra thì cái con sâu này mà để thì thật sự nó cũng rất nguy hiểm. Nó không phải nguy hiểm cho thế hệ chúng ta mà nó nguy hiểm cho thế hệ con cháu chúng ta sau này. Khi niềm tin mạnh thì quân mất thì những người mà nghèo khổ thực sự họ là những người bất hạnh nhất. Đấy. Cái đó là những cái chúng ta phải nhìn xa, nhìn rộng một xíu để mà cùng nhau có những tiếng góp, cùng nhau có những cái nhìn mà nó chuẩn nó đúng. Tôi thông qua cái vấn đề này thì tôi xin phép quý vị tôi sẽ dẫn chứng lại một số cái vấn đề mà Lơn Thiện cũng đã từng làm trước đây. Đó. Thì tôi hỏi quý vị một cái là cái đơn giản nhất thế này. Số tiền của Tình Loan chỉ có 24 triệu. Đúng không ạ? Nhưng Lơn Thiện vẫn không cho điểm Lơn Thiện vẫn không cho đến. Như lời Tình Loan mà nói trên kênh của tôi, ba thiện không cho đến. Đấy mà nếu con nói ra thì con nói không đủ số tiền thì ba thiện cũng cắt đoạn clip đã ra ra cho ba thiện không để, đấy. nó cũng đã khẳng định thế, cho nên nó chấp nhận cái số tiền 15 triệu, uh, hơn hơn 15 triệu xíu, mà nó vẫn chấp nhận là số tiền nó nhận từ lơn thiện 21 triệu. Sau khi tất cả mọi cái sự việc lình sinh thì lơn thiện phải tìm hai đứa này ra giải thích rằng là lơn thiện mua cho hai đứa này hai cái điện thoại với trị giá là bao nhiêu tiền đó vì lý do điện thoại của hai đứa này là chó đái nó cháy nếu như chó đái nó cháy hai điện thoại thì lên thiện cũng nên lên mạng giải trình lúc mà trao tiền cho Tình loan Đấy, cũng nên phải, phải rõ ràng à, số tiền này là mạnh quân giao cho tôi à, là bao nhiêu tiền đó nhưng vừa rồi hai đứa là có một mạnh thường quân quận 7 cho hai cho bốn đứa là bốn điện thoại nhưng hai điện thoại của hai đứa này là chó đái bị cháy sứa không được này cho nên là tôi phải mua là hai cái điện thoại cho hai đứa với số tiền bao nhiêu đó. Cho nên bây giờ tôi trao lại hai đứa 15 triệu mấy trăm. Nếu như đó là rõ ràng đúng lương thiện. Cho lương thiện phải hiểu rằng vì sao mình có những cái hành động mình làm rồi cái như người khác phát hiện ra rồi mình lại đi lấp lỗ. Đó là hành động không phải là một người làm thiện nguyện. Đó. Một người làm thiện nguyện thì họ ta người ta phải lường trước được tất cả những cái tình huống, ngay cả cái xác minh hoặc cảnh để tìm ra được những cái người đáng được giúp đỡ cưu mang của Mạnh Thường Quân. Để. Vì tất cả, xin thưa quý vị, Mạnh Thường Quân họ cũng làm đổ mồ hôi sôi nó mắt có tiền mới gửi về cho Lơn Thiện. Nhờ Lơn Thiện làm cầu nói để gắn kết yêu thương. Lơn Thiện để logo sẽ chia sẻ yêu thương. Chia sẻ cái gì? Yêu thương đâu ra mà chia sẻ? Lơn Thiện có tình yêu thương hay không? Hay là Lơn Thiện gọi như là chờ ai, gọi như là 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 có những ý kiến mà cái như là, trái chiều Lơn Thiện nó xóa đi hoặc là chờ ai có những cái mà cái như là là phản biện cho cái hành động mà nó không có cái tính nhân văn của lương thiện thì lương thiện là chơi bài đàn nhảy vô trắng áp Đấy. nhảy vô để mà kêu gọi cộng đồng để report kênh giống như trường hợp của tôi như thế đến bây giờ lương thiện vẫn là dùng rất nhiều chiêu trò với tôi Đấy. từ kêu gọi cộng đồng để report kênh từ kể như là kể như là xúc phạm đến cái hạnh phúc gia đình của một chị mà cũng đã từng lên kênh của tôi để mà ý kiến sự việc này đó là chị Trần Cúc đấy và cũng từng cái như là đưa cái cô 81 tuổi ra để xúc phạm là Hà Nam này Hà Nam nọ tôi hỏi quý vị cái tâm của lương thiện là thế thì lương thiện có làm thiện nguyện được hay không hay là đang mượn cái danh thiện nguyện để làm những cái hành động gì nó sai sai đấy. cái số tiền mà số tiền như tình loan số tiền rất ít rất nhỏ trong cái mùa dịch mà lương thiện cũng không rõ ràng đấy. cũng giải thích đi giải thích lại rất nhiều lần và cũng gây nên một cái làn sóng nó phẫn nộ cho cộng đồng nhưng vì sao mà lương thiện vẫn tiếp tục kể như có những cái lình sau này tôi đảm bảo quý vị trường hợp nào lương thiện đụng tới là banh nát hết trường hợp tỉnh thất sông mây cũng bị đấy, cũng lình sinh liên quan tiền bạc đến bây giờ trường hợp bắt qua trầu đấy trường hợp của ông dương sĩ kê trường hợp của ông phúc bắn hoa trường hợp của à, anh chàng mà rắn cánh ở tây ninh trường hợp của ông thầy mù tôi hỏi quý vị có lình sinh tiền bạc hay không Lương thiện có những cái à, lời giải trình với cộng đồng mạng hay chưa? Nhất là những trường hợp gần đây là tiền của ông Dương Sĩ Kê với tiền của à, ông Thầy Mụ. Lương thiện đã có những cái lời mà để giải trình giải thích cho cộng đồng mạng hay chưa? Đấy là cộng đồng mạng đến bây giờ vẫn còn rất nhiều bà con à, vô kênh của, của tôi để mà hỏi cái sự việc này. Vì sao? Họ hỏi cái Lương thiện, Lương thiện xóa hết. Tất cả comment mà khi họ nhấn à, sang Lương thiện thì Lương thiện xóa sạch cho nên buộc lòng họ phải sang kênh tôi, họ hỏi và nhờ tôi lên cộng đồng mạng để à, có những cái clip này để hỏi Lơn Thiện. Nhưng đến bây giờ à, Lơn Thiện vẫn chưa có những cái câu trả lời, đúng quý vị. Thì thông qua đó thì chúng tôi xin phép là quý vị cho tôi quay lại cái chỗ là của bác Ba Trầu. Lơn Thiện có những câu khẳng định Như Đinh Tuấn Cột là trong vòng một đêm mà bác Ba Trầu lên hai kênh nói hai nội dung khác nhau. Thì tôi thưa quý vị này cái clip của tôi à, ghi âm của bác Ba Trầu đó là cách 24 giờ sau rồi lên thiện khi mà thấy cái clip tôi phát lên lên thiện mới điện cho bác Ba Trầu để ghi âm mang chắc là đi lấp lỗ lại đấy. là những cái mà kẻ hở lên thiện bị tôi à, tìm ra rồi lên thiện cái như là đi lấp lỗ lại và cái như có những cái câu từ gọi là cái như là xuyên tạc cái sự thật đấy. để dẫn dắt kênh các à, vị những vị khán giả bên kênh của lương thiện để theo một chiều hướng khác là nói bác và trầu là nói hai lời nhưng tôi thưa quý vị từ đâu bác và trầu phải nói hai lời từ những cái vấn đề Nó không rõ ràng đúng không ạ? Nếu như cái số tiền chúng ta giao nó rõ ràng thực sự thì làm gì có chuyện hai lời lời nói nè hình ảnh kèm theo Đấy. thì tôi đảm bảo quý vị không bao giờ có cái chuyện hai lời khi người ta đã đếm một con số nào đó mà một con số đúng thì có 100 lần người ta vẫn nói là con số đó tôi nhận anh là đúng. Đúng không ạ? Chứ còn giả sử bây giờ cái như người ta không nhớ con số mà cái như là chính anh đưa như người ta đọc thì thật sự ra tôi đảm bảo quý vị giờ hỏi 10 lần trái quốc có 10 lần. Đấy. Ngay cả bản thân lương thiện nè. Lần đầu tiên mà live stream chỗ bác ba trầu cũng đưa ra thiếu 208 triệu. Đấy. Chính lương thiện là tác giả của những thức phim đó chính Lơ Thân Thiện là người chủ động để live stream để mà công bố những số liệu lên cộng đồng mạng nhưng cũng thiếu 208 triệu thì tôi hỏi quý vị gì quý vị với một người lớn tuổi như bác ba trầu đấy, thì có nhớ hay không mà lơn thiện lại nói là hai lời vì sao bác không nhớ được do lý do đó không phải là con số thật còn lơn thiện cứ khẳng định những con số mà lơn thiện từ trao tiền mặt cho đến chuyển khoản là đúng là 1,777 triệu à, 1, bảy tỷ 777 triệu thì lên Thân Thiện trưng bày những cái à, bằng chứng ra đấy bằng cách là ra hàng ta sao kê bây giờ đấy ngày hôm nay à, tôi chuyển cho ông Ba Trầu là kể như là bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền đó thì tổng lại là những lần chuyển với là những lần trao tiền mặt là 1 tỷ 777 triệu Nói chuyện đơn giản mà mà mắc chuyện đó Lân thiện không đi giải thích với cộng đồng mạng Không đi giải thích với Mạnh Thường Quân Thế Mạnh Thường Quân cho anh cái tiền sang xe để làm gì Anh đi chơi anh đi lượng hả Người ta cho anh đồng tiền xe để gánh cái trách nhiệm anh vô đó Để anh phải có những lời giải trình làm thế như thế nào Để Mạnh Thường Quân đủ độ thuyết phục Để những vị khán giả mà thân yêu thương mến anh đó, Để người ta còn tiếp tục ủng hộ cho anh Để anh có cái tiền view để anh đi làm từ thiện ở đi đi làm thiện nguyện cho anh chưa cứ đủ tư cách mà đi làm từ từ thiện đâu anh làm từ thiện là phải xuất từ túi anh ra anh làm từ thiện cho đằng này anh đi đi làm mang chắc anh dùng cái tiền của mạnh thường quân anh dùng tiền của người khác anh làm đó. thì đó là anh đi làm thiện nguyện thôi Đấy. nhưng đã là thiện nguyện hai tên thiện nguyện nó trong sạch lắm đừng để nó vấy bẩn hai cái từ thiện nguyện đúng không cho nên đó, khi một cái sự thật là nó luôn luôn có cái sự va chạm mặt lợi thì chúng ta cũng phải nên chấp nhận sự thật để mà hướng được cái hai cái từ thiện nguyện nó phải trong sạch rõ ràng thì bây giờ chỉ cần cách là lương thiện phải chứng minh Thứ nhất là 1 tỷ 777 triệu lương thiện phải tổng tất cả con số mà nó chạy trên màn hình Để nó ra được 1 tỷ 777 triệu Đó là con số lương thiện phải chứng minh Đó là một con số thật Đúng không ạ? Chứ không thể bây giờ lương thiện cứ chạy chạy những con số đó mà trước tôi cầm một lần rồi nó thiếu từ lưa tới lỡ Thì lương thiện tính thời điểm giá nào mà nó ra cả như là 1 tỷ 777 triệu Cái nhất cái thứ hai lương Thiện đang có những cái sai Mà tôi nói cái sai rồi để Lê Thiện Thiện cái nhà đi lấp lỗ tiếp nè Lê Thiện có những cái sai là đưa tiền không kiểm đếm Bác bắt Trầu cũng đã lên kênh của tôi cũng đã khẳng định rằng Đưa bác không có đếm Đấy. Đúng không? Thì bây giờ làm gì sao tại sao mà trước khi Lê Thiện đưa tiền Không gọi thằng Minh ra để đếm dùm Mà đến bây giờ lại gọi thằng Minh ra cháu ba Trầu đó Để mà cái như đi tổng lại những con số Mà trong khi đó tôi nói thật quý vị Lê Thân Thiện cũng là một người thiện nguyện nhận tiền mạnh thường quân để chia sẻ cho người nghèo. Đó. Và đặc biệt nhất là Lê Ân Thiện là cầu nói thứ nhất trong cái sự việc bắt ba trầu. Bắt ba trầu là cầu nói thứ hai. Vì những mạnh thường quân họ gửi đến Lê Ân Thiện và nhờ Lê Ân Thiện gửi đến bắt ba trầu. Đúng không ạ? Là phải qua một cầu nói với Lê Ân Thiện. Thì Lê Ân Thiện phải có trách nhiệm với Mạnh Thường Quân Vì anh ăn tiền sang xe người ta rồi Đúng không? Có người ta gửi tiền anh người ta cho anh tiền sang xe ít nhiều cũng có chứ sao không có được đấy cho nên ấy, thì anh phải có trách nhiệm thế này anh mang tiền sang giao ông ba trầu anh phải đếm ông ba trầu không điếm được anh phải kêu người bên cạnh ba trầu phải đếm đấy. trong thời điểm đó tôi đảm bảo rằng ở tại vị trí bác ba trầu đang làm việc có rất nhiều anh em cũng đang ở trong đó để mà phụ giúp bác ba trầu chứ không phải không cái ai Đấy. Cho nên đừng bao giờ bây giờ bắt thằng nhỏ nó đi tổng lại những con số đó Những con số đó bây giờ cái như một đứa lớp 1 nó tổng cũng được Đúng không thiện Người ta đang hỏi anh là từ đâu ra số tiền thế Và tại sao anh không đếm cái số tiền đó Ngay cả những cái bây giờ anh nói anh chuyển khoản à, qua cho bác ba trầu Thế thì anh phải chứng minh anh chuyển ngày nào số tiền bao nhiêu đó. Anh là người phải đi công bố ở cộng đồng Đấy. Chứ không phải tôi phải đi gặp anh với ba trầu để mà nghe anh giải thích những vấn đề đó tôi không rảnh Đấy. và tôi cũng không có cái trách nhiệm trong cái sự việc mà đi giải trình cùng anh vì tiền anh nhận mà bắt tôi đi giải trình với anh là cái chuyện nó bất hợp lý đúng không ạ cho nên một trong những cái mà lơ thiện yêu cầu ra thấy nó sai sai đã sai rồi càng sai sai anh ăn tiền mạnh thường quân kể như tiền xăng xe thì anh phải đi giải trình tiền xăng xe bà con cũng gửi cho anh người ta kể như là cũng đặt cái niềm tin cho anh thì anh phải đi làm thế nào để củng cố niềm tin lại của mạnh thường quân đúng không? Thà anh đừng nhận, ngay từ đầu anh đừng nhận tiền đó Và ngay cả tiền xăng xe rồi anh cũng dồn vô trong cái quỷ Để anh giúp những mạnh đời khó khăn khác Đúng không ạ? Chứ đằng này cái như tiền xăng xe anh cũng lấy Rồi bây giờ cái trách nhiệm của anh không có thì anh nói sai sai Anh nói rằng anh rút kinh nghiệm Nhưng tôi đảm bảo rằng cái dây kinh nghiệm với ai thì tôi không nói Nhưng với Lê Thân Thiện dây kinh nghiệm nó dài vô tận Rút mãi không hết đâu cụ thể là trường hợp nào lên thì nhúng tay vào liên quan đến là tiền bạc cũng là lình xình sâu cái cái hậu cái hậu sâu luôn luôn dính được tiền bạc Đấy, vì sao vì nó không có cái sự rõ ràng Đấy. nó không có cái sự minh bạch nếu tiền bạc về nguyên tắc tài chính tiền bạc minh bạch anh là cầu nói ông ba trầu cũng cầu nói tại sao anh không đi đâu phải tiền của anh trừ cái tiền của anh thì anh rút trong túi ra bao nhiêu anh đưa người ta bao nhiêu đồng tiền là tiền từ thiện tiền bà con tiền mạnh quân gửi gì đó một đồng tiền nó đầy cái tính nhân văn đầy ý nghĩa Đấy, cho nên nó, nó phải cần cái sự minh bạch rõ ràng Đấy. trừ khi đồng tiền của anh Đấy, anh muốn cho ai bao nhiêu anh cho anh tránh cần thiết phải công bố cộng đồng mạng và anh chẳng cần yêu cầu người nhận phải đi Đấy, tôi cho anh bao nhiêu đây nè Đấy, cần phải điểm không chứ đồng tiền của người ta anh phải có một thể hiện một sự trách nhiệm khi anh nhận tiền của người ta chứ đây là tôi thấy là anh là một người vô trách nhiệm trong khi anh nhận tiền của người ta anh không có cái sự kiểm điểm Đấy, anh giao nhận anh không có sự kiểm điểm thì bây giờ nó thật sự ra cái dư luận dư luận là đang chỗ đó danh lơn thiện cũng nên hiểu rằng vì sao những ngày qua dư luận đang dậy sống và anh phải chứng minh được rằng những con số mà anh chuyển khoản cho bác ba trậu tại cái thời điểm đó đúng không ạ à? tại thời điểm đó thì anh cũng phải nên thể hiện nó rõ ràng bằng giấy trắng mực đen đúng không Thế bây giờ anh nói là tất cả những khoản anh chuyển tiền mặt cho bác Trầu là hai đợt, còn những đợt sau chuyển khoản Nhưng mà tôi thấy là cái đợt cuối cùng là 178 triệu là tôi thấy anh có quay cái màn hình là thể hiện cái số tiền 178 triệu đó. Nhưng còn những đợt giữa thì sao? Anh chuyển khoản lúc nào thì anh quay lên. Đấy, anh răng hàng bảo sao kê tại thời điểm đó, cái số tài khoản này chuyển qua số tài khoản kia. Thời điểm đó là tôi đảm bảo rằng anh chuyển qua cái như là SMS chứ không phải là anh anh anh, anh anh chuyển coi như là, là là đang hàng nhưng chắc anh nó sẽ thể hiện trong vấn đề đó vì thời điểm nó là là dịch bệnh với một số ngân hàng là người ta cũng hạn chế hoạt động thì điều đó ai cũng hiểu cả nhưng nếu anh chuyển những cô số đó thì anh phải thể hiện bằng giá trắng mực đen ra bảo ngân hàng xác nhận lại cái việc đó ngày tháng đó tôi có chuyện và anh số he lên kênh của anh đó. kênh anh lớn mà đã tăng thêm cái niềm tin cho mạnh thường quân và anh là mang chắc là một kênh thiện nguyện cũng phải nên làm việc đó đó là cái sự minh bạch cho anh đấy đúng không <laughs> cho nên á những cái vấn đề đó là lương thiện phải làm chứ không đợi ai nhất cả Mình muốn chứng minh cái sự trong sạch của mình Là mình có giao nhận đủ cái số tiền đó Nhưng mà đừng nói là tổng nhiều lần gặm lại nha Số tiền đó anh chuyển khoảng đúng ngày hôm đó Là nó thể hiện con số bao nhiêu đó thì anh phải uh, Ra đó ngân hàng xác minh lại Là ngày đó tôi có chuyển bà trầu Theo đúng số tiền mà tôi thể hiện trên clip Đấy lương thiện làm được không? Đấy thì lân thiện phải làm nếu như có như thế thì lân thiện phải làm Đấy, chứ đừng mà cái như hôm nay tôi chuyển coi như là giống như tôi ví dụ nha mạnh thường quân gửi là 200 triệu lân thiện chuyển hôm nay 50 triệu rồi đến ngày này sang năm lân thiện chuyển năm chuyển trăm rưỡi triệu nữa thì cái như là 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 là, là, là nó là tổng là hai lần chuyển 200 triệu không đúng nha mà anh chuyển là, thời gian anh phải tính lãi đó đấy. đấy. cho nên tiền bạc là anh chuyển thì anh nói người ta xác minh là chuyện là anh có là thì chuyện đơn giản tôi nghĩ chuyện này không khó Đó Chứ anh đừng lên anh dẫn dắt cộng đồng Anh dẫn dắt dư luận mà cái như là chàng ép ba trầu thấy tội không Tôi thật tôi quá tội ba trầu luôn Mà tôi tội thật sự Chứ không phải lương thiện là cái như là cho ở con tội bắt ba trầu quá Ủa tội mà sao anh để cái tiêu đề ở dưới làm gì Tại sao lại là anh để là cái như trong một đêm bắt ba trầu lên hai kênh với hai nội dung khác nhau Đằng này là anh đang sát muối vô ông, 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 bà đấy Không phải là anh thương ông bà gì đâu Đã. Anh nói với người ta rất ngọt ngào Anh nói với rất ngọt ngào Những cái hành động anh ở sau nó vô cùng bị ỏi. Và nó thật sự lương thiện là một trong những người mà tôi đang rất gườm Vì sao? Dùng tất cả mọi thủ đoạn gì muốn miễn sao đạt được mục đích đấy. Còn lương thiện không từ bất kỳ một thủ đoạn nào Như tôi hỏi quý vị đấy Trọng súng là người có đáng được giúp đỡ hay không? Quý vị có thấy là cái trường hợp nào mà, mà lơn thiện, kêu gọi từ thiện Lương thiện chỉ có nhận vào chứ tôi chưa thấy Tôi chưa thấy trường hợp nào mà lương thiện kể như là đứng ra nó thôi cái trường hợp này cũng quá đủ rồi Để tôi chia sẻ trường hợp khác. Mà lương thiện cứ nhận rồi đưa cho trường hợp đó Đấy. Lương thiện phải biết là cái đồng tiền của mạnh quân Hợp cực khổ lắm Người ta gửi cho anh Cái thời điểm nào thì anh chốt tại thời điểm đó Và nếu như cái số dư còn lại mà những bà con gửi sau đó Thì anh cũng nên thể hiện một cái rõ ràng ừ trong cái thời điểm đó người ta gửi cho trường hợp này và tôi cũng giao đủ và số này số chuyển sau này thì tôi xin phép để làm một cái việc gì đó nó ý nghĩa hơn giống như tìm những cái hoàn cảnh khó khăn thực sự để giao để trao người ta kết nối yêu thương người ta chứ không thể mà bây giờ nó thực sự ra anh kể như là anh nhận mà anh không có cái hồi kết cái chuyện đó không đúng đúng không ạ cái chuyện đó là nó sai vì nói thật là cái có nhiều hoàn cảnh nó khổ lắm. chỉ cần một người chia sẻ yêu thương mà tôi thấy anh để cái logo là cái như là chia sẻ yêu thương đó thì anh phải chia sẻ nào cho nó đúng nó đẹp nó đủ đấy. Cái chia sẻ yêu thương mà tôi thấy là cái như là đại đa số rằng cái như là anh bách cái con người ta giữa đường cái như là là là, là để anh cái như quay phim rồi anh kêu gọi từ thiện đấy mà tôi thấy anh chia sẻ cái gì anh chia sẻ yêu thương đó là khi mà anh phải đi tìm những hoàn cảnh là khổ thực sự đấy rồi anh mới chia sẻ rồi anh tìm hiểu anh xác minh đủ các kiểu anh mới chia sẻ cái đàn này chia sẻ yêu thương cái gì mà tôi thấy anh là đại đã đại, đại đa số rằng là cái như là gặp người ta đứng giữa đường anh bắt anh quay cho đá rồi cá như anh bắt mạnh thì quần phải chia sẻ yêu thương anh được chia sẻ cái gì lạ vậy cái ai chia sẻ yêu thương không cần sự xác minh đâu. người ta nhiều lắm là cái nô thật quý bà con là cái nhân cái cái giá nó nhiều hơn cái thật như bà hiếu lên thì chia sẻ đúng rồi rồi cái như là khi này là cái như là xây cho bà cái tịnh thất rồi bà tu bà có cái bài giảng pháp nào hay chưa đấy lương thiện có tới nghe bà giảng pháp được bài nào chưa lương thiện Hả? rồi cái như là bà cái như là có những cái động thái gì mà tích cực đóng góp cho đời cho đạo hay chưa hay là bà vẫn đứng ngoài đường khất thực rồi cái như là đất đai cò bay thẳng cánh bà vẫn cái như thiếu nợ trong cái tiền mua đất rồi lên cầu cứu lương thiện lần hai rồi lên bắt qua trâu mượn tiền nữa cái chuyện đó linh sinh cách đây mấy năm đấy thì lương thiện phải hiểu rằng vì sao người ta có lòng tham lòng tham người ta xuất phát từ lơn thiện tạo ra, tôi khẳng định điều đó. Vì sao? Lơn thiện là cái như là không có sự xác minh cho người ta cái như giả nghèo giả khổ, rồi người ta cái như đỡ lên mặt trên kênh của lơn thiện, đó. rồi lơn thiện cái như là đưa lên có mạnh quân thấy xót xa gửi tiền về, đâu còn xác minh đâu. Và rất nhiều trường hợp lơn thiện không xác minh và có rất nhiều trường hợp lơn thiện nhận tiền xong mới quay lại xác minh. Đó. Mà quay là xác minh thì tiền đó là Lơn Thiện cũng không trao người ta luôn Cụ thể nhất là ông Dương Sì Kê Đến bây giờ số tiền đó thì xin thưa quý vị Rất nhiều khán giả mà lên kênh của tôi hỏi Vì sao họ comment cái Lơn Thiện là Lơn Thiện xóa Lơn Thiện không để Đấy. Thì đến bây giờ là cũng sự việc này hơn một năm rồi Nhưng số tiền 20 triệu của ông Dương nằm ở đâu thì chỉ có Lơn Thiện biết Đấy. Đúng không quý vị Lơn Thiện như là chơi cái bài mà Như là kêu gọi từ Thiện xong rồi xác minh Anh chưa xác minh thì anh đừng nhận tiền bà con mà anh nhận tiền bà con thì anh phải đảm bảo rằng đồng tiền ở đây đúng chỗ Đã. Hoặc là anh chuyển mục đích sử dụng thì anh cũng nên thông báo cho bà con Cái số tiền đó trao cho trường hợp đó nhưng trường hợp đó là không đáng để được giúp đỡ Vì sao? Sau khi xác minh cái sự việc có xảy ra rất nhiều cái ngoài ý muốn của tôi và cùng số mạnh thì quân Cho nên cái tiền đó tôi xin à, chuyển sang giúp đỡ cái hoàn cảnh khác Nó ý nghĩa hơn, nó nhân văn hơn, Lân Thiện làm được bài đó chưa? Chưa có, chưa thấy Đã mà Lân thiện cứ quay quay cái mang cho người danh thiện nguyện kết nối yêu thương kết nối gì chia sẻ yêu thương chia sẻ cái gì lương thiện chia sẻ cái gì mà nói tao nghe coi mà chia sẻ cái gì trường hợp nào mà giúp người ta mà mà thấy các cái hậu người ta làm ra anh nên không? anh nên làm ra hay không hay là mà giúp tới trường hợp nào cũng linh sinh tiền bạc trường hợp này Đấy. mà chuyện tao thấy nó vô lý chứ cái này thì lương thiện cũng phải nên nhìn nhận lại cái sai của mình chứ đừng bao giờ đi theo tôi lấp lỗ nữa tôi nói à thà lương thiện nó im cái miệng đi nó chấp nhận cái sai ở nó lên cộng đồng mạng xin lỗi thì kể như tôi cũng nên là cái cũng có những cái hướng đi nó khác chứ không phải Lơn thiện cứ theo tôi lấp lỗ mà tôi đảm bảo rằng lơ thiện càng lấp lỗ càng chết càng lấp lỗ càng chết đấy nó thui ẩn như nó thơm thôi đâu mà cái theo lấp lỗ miết đấy thì những vấn đề đó là bà con nghĩ gì đó là những vấn đề nó khúc, khúc, tắc thì những đề khúc tắc mình là người đi nhận tiền mình là thành chủ kênh mình phải đứng ra để giải bày đúng không Lơn thiện Tại sao Lương Thiện không đi giải trình cái việc đó mà sai người này người kia, có những cái lời lẽ kích động, có những cái mà cái câu từ có những cái ngôn ngữ tôi cảm thấy nó không phải là ngôn ngữ của một anh mà thiện nguyện chuyên nghiệp. Đấy. Đấy. nhất là những người mà như Lương Thiện cũng là cũng là một giám đốc truyền thông. Đấy. một công ty truyền thông thì cũng phải nên dùng những cái câu từ văn hóa cho nó rõ ràng, đúng không? Mình phải là thể hiện mình là một người con à, của là con rồng cháu tiên. Đấy cái ngôn ngữ, câu từ chúng ta dùng trên cộng đồng nó phải rõ ràng, minh bạch, Đấy, nó phải trong sáng, Đấy, nó phải thể hiện cái tính là uh, một cái tính văn hóa cộng đồng. Đấy, nhưng lơn thì là sao? Thậm chí tôi nói với quý vị nó đưa lên tác cộng đồng nó là hơn 700 ngàn sức Đấy. Mà nó đưa những cái câu từ tôi thấy vô cùng là như là nó mất vệ sinh cho cái kênh. Câu từ lên thì đưa lên thật sự nó mất vệ sinh cho cái kênh. Và những người mà đặt vào đó Đấy, nó ảnh hưởng vô cùng lớn nó mất vệ sinh lắm cho nên lương thiện là cái như là chuyên môn là cái như đi lấp lỗ mà cái như tránh những lấp lỗ mà còn chà đạp trên cái luân thường đạo lý Đấy. làm những chuyện sai trái người ta đang đứng ra đấm góp cha như tôi quý vị nói ở ờ, ganh ăn tích ở đúng không ạ nó cũng từng lên cái livestream stream chỗ ông ba trầu đó nó là cái những kẻ ganh ăn tích ở rồi bây giờ nó dùng đêm hôm nó dùng cho tôi là cái từ đồng bọn giữa tôi và lăng thang Sài Gòn và đồng bọn của nó. Đồng bọn của nó quý vị nghe, nghe, nói nó nói những cái câu từ nó vô cùng mất dạy. Đồng ai nói đáng. Đấy. Nó đừng bao giờ nó nghĩ ai cũng như nó mà có những đồng bọn. Đây nè, những đồng bọn ở lương thiện nè, là những thằng đang bưng bôi lên thiện. Những thằng mà cái như hở cơ là chúa chết là bắt đầu là cái như là là là, là lên mà cứu chúa đó. đấy và lên thiện tân cái thời điểm mà tịnh thất xong may, tôi nói quý vị nó kéo nguyên cả một bài đàn tới để trắng áp bà hiếu không cho bà hiếu có một cơ hội để giải bày phân mình, như trường hợp của bác ba trầu như thế yeah. rồi sau đó là gì sau đó là cái như là cái vụ mà cũng tình loan để nó khai ra cái sự thật bắt đầu cái như là cái như là nó sai đàn em nó nhảy một kênh của tôi là trắng áp report đấy rồi đưa những cái thằng em nó lên là đi làm những cái clip mà để phản biện lại mà tôi thật nó càng môi ra càng chết càng môi ra càng chết mà chắc lắc cái đâu đấy còn cái sự việc nó bây giờ nè bị cộng đồng mạng cái như lên tiếng quá bắt đầu nó cho thằng em nó trốn rồi ẩn lình nấp rồi đấy Giữa bữa vừa rồi cũng có hai thằng leo quao leo, 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 leo lên nói à, tôi dập cho một clip là cái gì cũng cầm cái mồm luôn đấy Nó chưa đủ tuổi mà nó bước vào trong cái sự việc này Cho nên Thiện đừng sai những đứa mà nó nó thiếu cái độ minh mẫn và nó chưa đủ cái tầm mà để vào đây để kiểm soát tình huống của lương thiện lương thiện phải đích thân ra trận à, lương thiện đích thân ra trận vì sao mình là thành chủ kênh mình có cái danh dự của cộng đồng mình có cái niềm tin của khán giả mình có cái tình yêu thương của mạng thường quân có cái sự mong cầu của một số bà con nghèo thật sự thì mình phải đứng trên kênh của mình để giải thích những cái vấn đề mà mình khuất tắc ở đây mà cộng đồng mạng và mạnh thường quân đang kể như là có những dấu hội lớn nhưng đến bây giờ chưa thấy lương thiện có những cái động thái trả lời dứt khoát mà vẫn còn kể như là mờ mờ ảo ảo trong cái công tác giải trình Đấy. lương thiện vừa thấy là bác ba trầu nói ở kênh của tôi xong bắt đầu lương thiện vì sao lương thiện điền cho bác ba trầu ghi âm lại những cuộc gọi đó nói chuyện và kết luận là bác qua trầu nói hai lời Nó đang chỉa một cái mũi dùi Để cho cái kênh của nó Những vị khán giả trên kênh của nó Mà thiếu sự suy nghĩ đó Là đã kích bác qua trầu Đó là cái chiêu bài của nó Và nó nói rằng do tôi nói là cấm lơn thiện tới quay Cho nên bây giờ là Bác qua trầu cho co cho con tới quay hay không Hay là à, theo lời tăng là để bác ba trầu coi như là à, bác không cho con quay thì bác nên nói một tiếng quý vị đấy đấy là một cách là cái nó chuồn vội Bây giờ tôi nó xin thưa quý vị Lương Thiện đã quen ba trầu cả một năm nữa thì chưa chắc mạnh quân nào gửi tiền cho nó Tôi đảm bảo quý vị đó nó rút đó là nó còn danh dự Nó không tới chỗ ông ba trầu nó quay nữa đó là cái danh dự của nó nó bảo tồn Nó càng tới nó quay nó càng nhục thêm Mặt mũi nào mà tới quay mà đi hỏi câu tào lao đó Chính bản thân mày cũng đã biết là mày không đủ Cái mà vinh hiển gì mà tới nữa Lương Thiện cho nên mày đừng hỏi Mà mày nên Nói thẳng luôn bác ơi, cái sự việc là con xấu hổ quá. Con không thể tới mà quay bác được nữa. Vì bây giờ con quay cũng không có tiền. Người ta đâu còn ai tin con nữa vì con làm cái chuyện đó cũng sai sai. Con cũng chưa giải trình được số tiền của ông Dương, con cũng chưa giải trình được số tiền của ông thầy mù và nhất là số tiền của bác, con cũng chưa có những cái sự rõ ràng. Cho nên thôi con tạm thời con ngưng lại công tác thiện nguyện để con đi giải trình những khoản đó rồi con quay lại bác để con chứng minh. Đó. Đã... Rồi cả như để con lấy lại cái niềm tin yêu của mạnh thường quân của cộng đồng Rồi con quay lại bắt tiếp Để con chia sẻ yêu thương Đó mới là đúng Đấy, Cái đằng này thì quý vị thấy đi Nó đưa luôn luôn đưa ra những cái bức tường Mà để bảo bọc cho nó và nó đàn áp bất kỳ ai Mà dám lên đứng nói sự thật Trong đó có tôi Đấy Nó nói nó thương một ông già Mày thương một ông già mày đi kêu gọi để cho ổng có tiền giúp người thì mày cũng nên là rõ ràng minh bạch ngay từ đầu Mà mày trao cho ông những số tiền đó Chứ không thể mà mày đến bây giờ Là mày để mà gây cho ông một cái tiếng oán của dư luận Đấy Nó đang hướng cái dư luận để oán trách trong ba đầu Vì sao có hai lời Đó là những cái Nói thật quý vị tôi đọc ngay cái vị của Lê Ân Thiện luôn. Trong cái suy nghĩ nó bây giờ tôi đọc thẳng luôn Đấy nó vẫn dẫn dụ nó vẫn cố tình để mà chĩa sang một cái hướng khác chứ nếu như tôi nói với quý vị nè nếu như nó mà nó rõ ràng không bao giờ nó chĩa một cái hướng dư luận bây giờ thật sự có rất nhiều comment nói là cái như ông ba là cái như là tham lam uh, hai lời vì sao hai lời vì cái con số đó là những con số mà nó không có rõ ràng cho nên bác ba là không nhớ là đúng cái chuyện đó quý vị cũng nên hiểu và thông cảm cho ông ba Đấy. ông là một người lớn tuổi rồi mà đưa những con số không rõ ràng về bắt ông nhớ nhớ sao hôm nay tới nói ở con số A ngày mai tới nó số B đấy. thì tôi hỏi quý vị quý vị mà tuổi như ba đấy quý vị nhớ nổi không đảm bảo ngay cả bản thân tôi không nhớ được nữa cái chuyện mà. mà tuổi tác nhưng mà còn ông nói là cái như là mỗi lần tôi tới phải có ông minh giám sát giám sát là mày mày tới đó phải có người giám sát cái mặt mày lưu manh lắm mày đưa tiền sao lúc mày đưa tiền nhưng mày không bảo ông minh ra giám sát mày bảo ông minh ra đến đến bây giờ cái như là là mày 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 có thể mà chia sang cái buổi vui khác để mà đã kích cộng đồng cái như là, là 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 liên quan tới tao là sao đấy. tao tới tao nói chuyện với bác ba rất đàng hoàng đấy chứ không cần phải là giám sát chính mày tới mày có những cái khúc tắc mà cần giải quyết nên mày muốn là trốn tránh cái trách nhiệm nếu như có cái hậu quả xảy ra thì mày đẩy cho thằng minh chịu trách nhiệm đó là cái chiêu bài của mày đúng không vì ông ba ông có cái bệnh tim mà chỉ cần trắng áp mặn bao nó nằm xỉu xuống ấy, thì nó bỏ nó chạy có người mà lo Nó bỏ nó chạy liền có người lo Và có người nó chỉ thừa Nó ừ trước khi tôi tới coi như là à, Cũng có người thế này khác do ông bệnh chứ đâu phải do trắng áp ổng Nhưng mà do những cái câu từ nó gây áp lực thì tôi đảm bảo rằng những người bị bệnh tim à, Sẽ bị bất kỳ lúc nào Cho nên nói là cái như là nó ra đến lúc nào cũng có thằng Minh bên cạnh Sao tại sao lúc mà trao tiền mà cái như là mày không gọi Minh ra để kiểm điểm luôn lên thiện Đấy Mày tới mà trao tiền rồi mà giống cái tiền của mày ấy. Tiền lấy tiền của người ta Mà nhớ rõ ràng Tiền của Mạnh Thường Quân Mày tới mày trao Người ta cũng làm cực khổ đấy. Người ta cũng là tới sở người ta làm Người ta cũng mang cơm hộp theo để người ta ăn Mang cơm nhà nấu Đấy, đấy. tới người ta ăn Đấy chứ không phải là ra quán ra đồ ăn trưa ăn sáng rồi cá nhân là, là 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 là, nó nói đâu người ta cũng cực khổ lắm mới có những đồng tiền dư đó rồi người ta nhín nhịn cái này cái kia người ta gửi về để làm phước đấy, để, giúp đồng bào Thế mày nên hiểu những đồng tiền đó mày phải rõ ràng là mày yêu cầu ba ở ba đây là những đồng tiền mà xương máu những đồng tiền cực khổ của mình thần quân gửi về cho con để con trao cho bác để bác làm một việc ý nghĩa thì con nhờ bác đếm giùm con đúng không mày đấy mày mới rõ ràng đấy. Còn bây giờ mày chuyển khoản bao nhiêu mày cũng show hand ra đây là những chứng từ tôi chuyển khoản Cái tác cộng đồng của mày chuyên môn dục những đồ dơ giấy lên thì bây giờ đấy Dục những cái bill cái như là là Mày chuyển khoản mất ba lên chứ sao mày dục những câu từ để dơ giấy vậy đấy, Cái tác cộng đồng để dùng những cái là người ta gọi là cộng đồng thì mày nó hiểu là hai cái từ cộng đồng Cộng đồng đấy, Phải xử lý văn hóa nè cộng đồng Chứ đừng đưa ra những cái câu từ tôi thấy thật sự nó quá gơ tởm đấy. Nó quá gơ tởm chính bản thân đó là một thằng cái như là khuấy lên cho nó hôi nó thúi rồi bây giờ cái như nó đi cái như nó nó khó khỏa lắm mày làm rõ ràng ngay từ đầu thì không ai trách mày cả đúng không đấy còn những cái vấn đề mà nó thật những dòng chạy chữ mà nó chạy trên màn hình quý vị thấy có cái có tên có cái không có tên giống tên người gửi đó. tên người gửi là tôi tôi đảm bảo rằng trong đó có những người mà họ à, có những chữ cái giống nhau nhưng mà những cái dấu khác nhau giống giống như là uh, tăng tấn rồi đấy Ví dụ vậy Đúng không? nhưng mà đại đa số gì nhìn không có dấu không có dấu đấy. lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng à, những à, cái từ đó không có dấu là cái như là à, chắc là một số bà con ở nước ngoài nên họ cái gửi tiền họ không có dấu đấy. nhưng thực sự ra đó là cũng là một trong những cái kẻ hở chắc ăn là bà con họ điện thoại tới ở ừ, em ơi chị tên này tên kia nọ đấy thì chị cái như là gửi cho em bao nhiêu đó để em cái như là phụ giúp cho bếp cơm đúng không ạ chắc em người ta xưng tên chứ vì cái tên của người ta đưa lên rồi mà mà sao tại sao là cái như để để đại đa số không có dấu thì tôi đảm bảo rằng có những cái vấn đề nó sẽ giống như là cái tên thì tên thủy gì đó đúng không ạ thì tất cả các chữ cái như nhau nhưng cái tên là khác nhau khác nhau về cái dấu Đấy. chỉ cần là không để cái dấu là cái như ờ ừ, chị thì thì cứ nghĩ mình chuyển mà chị thủy cũng nghĩ mình chuyển vì số tiền với nhau đấy cho nên những cái là nó còn mù, mù mờ nhiều cái lắm đấy. cho nên cái cái chúng ta đang ở đây là muốn có những cái tiếng nói nó thật sự nó công bằng có những cái ý kiến những comment của quý vị thì tôi mong là nó cũng có cái sự công bằng chứ không thể mà cái như là bắt ép người ta nói là đi lên để vạch lá tìm sâu thế này khác thực sự đó là những cái, ý kiến nó không đúng đấy vì mạnh thường quân họ cũng đã rải cái lòng của họ để họ gửi tiền gì thì việc gì mà những ngày vừa qua trên kênh của tôi rất nhiều mạnh thường quân lên tiếng đấy. rất nhiều mạnh thường quân bức xúc cho cái sự việc này đấy. quý vị cứ vào kênh tôi quý vị xem đến bây giờ có cái hiện tượng có một cái đồng chí nào tên cường đó mà bị bại liệt mà cũng gửi về về cái như là cho 100 đô nhưng đến bây giờ cái tên của họ không có luôn mà số tiền của họ bây giờ không biết đi đâu còn cái rất nhiều bà con trong cái sự việc của ông thầy mù cũng gửi về cái một ngàn năm trăm đô cũng nguyên gốc cũng rất nhiều người gửi về 500 đô cũng nguyên góp rất nhiều người hẳn comment thẳng đó nhưng tất cả đều là một con số có con số mà bây giờ thực sự ra họ không biết tiền của họ đi về đâu mà đến bây giờ lên thiện vẫn chưa có cái lời giải thích chưa có lời giải trình Để... thì tôi hỏi quý vị đó có phải là những cái bức xúc của dư luận hay không đó là những bất xúc, bất xúc thật sự. Đó, một môi trường thiện nguyện luôn luôn để những cái cộng từ mà chia sẻ yêu thương, để sống là chia sẻ. Trong cái cái, cái 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 quan điểm của Lân Thiện sống là chia sẻ nhưng tôi không biết là Lân Thiện đã chia sẻ cái gì, để. chia sẻ tình thương của mạnh thường quân là chia sẻ tình thương của mình đến người khác thì lơn thiện cũng phải nên rõ ràng uh, phải hiểu rõ ràng cái cụm từ sống là chia sẻ đấy thì anh chia sẻ tình thương của anh với uh, đồng bào nghèo khổ với một số bà con bất hạnh hay là anh chia sẻ tình thương của mạnh thường quân với anh thì anh cũng phải nên uh, phải hiểu cho nó rõ ràng cái cụm từ nói thật sự quý vị văn của tôi là nó rất tệ văn của tôi là nó dở dở không hay nhưng những cụm từ đó tôi hiểu được ừ, tôi hiểu được nhưng tôi đảm bảo rằng qua những hành động của Lương Thiện, qua những cái câu từ của Lương Thiện dành cho tôi và một số vị khán giả mà một số đặc nhất là một số uh, mạnh thường quân đấy, mà dám đứng lên kênh của tôi để nói ra một cái sự thật. Lương Thiện gọi là đồng bọn. Đấy. Thì tôi hỏi quý vị, Lương Thiện cũng từng nhận tiền của những người mà Lương Thiện gọi là đồng bọn đó thưa quý vị. Đấy những bà con ở uh, hải ngoại lương thiện gọi là những người xa xứ Đấy, hà nam Đấy, những câu từ nó dành cho những bà con xa xứ nó là tha phương cầu thực Đấy, mà nó nó nở lòng nào nó lại nhận những đồng tiền của người ta nó không có cái sự rõ ràng Đấy. biết người ta khổ biết người ta kể như là như thế mà nó nhận tiền người ta nó quay sang nó chửi bà con hải ngoại Đấy, quý vị nghĩ đi thành này nó có xứng đáng để mà 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 làm thiện nguyện hay không hay là nó đang dùng những cái số đông này để áp đảo những người dám đứng lên nói sự thật đấy. những bà con mà liên lạc qua kênh của tôi đấy. cũng đã có những chia sẻ đến nó rồi chứ không phải không có đấy. nó đừng nghĩ là cái như là những người dám đứng lên nói hoặc những cái comment những comment trong quá trình tôi công chiếu cũng có rất nhiều bà con cũng đã từng gửi tiền cho lân thiện đấy mà giờ nó gọi là đồng bọn thì quý vị nghĩ thằng này là sao nó có phải là một thằng là ăn quả như kẻ trồng cây hay không đấy. thậm chí mà cái gì bây giờ nó thật sự ra nói là cái công tác thiện nguyện thì nó hơi bị cái như là tôn thằng lớn thiện quá chứ tôi hỏi quý vị nó thiện nguyện cái gì nó bắt con giữa chợ nó quay lên rồi cái như là nó nó nó, 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 nó nó đánh vào cái lòng thương của một số bà con phương xa mà thiện nguyện cái gì nó phải đi xác minh tìm hiểu đấy nó phải biết cái trường hợp đó là nên chia sẻ yêu thương hay không đấy. Nó phải có động thái xác minh Phải có cái Đến tận nơi để tìm hiểu hoàn cảnh đó Chứ không thể thấy người ta giữa đường rồi Bắt người ta lên quay rồi cái như là là Khi mạnh quân gửi tiền về rồi cái như là Là gọi là một kênh thiện nguyện Thiện nguyện gì đó Chia sẻ đó Chia sẻ với mạnh quân là chia sẻ với bà con nghèo Phải nên hiểu rõ ràng Nếu chia sẻ với bà con nghèo đấy. Sống là chia sẻ đấy Thì phải nên chia sẻ với bà con nghèo Đấy, chia sẻ người bất hạnh thật sự ta phải có những mình không có của thì có công ta tới tìm hiểu hoàn cảnh người ta đấy. và xác minh cái trường hợp đó là thật là ta chia sẻ bằng cái công của mình những thước phim của mình là chia sẻ lên để cho bà con mạnh thường quân họ thấy họ nhìn vào đó họ thương cảm mà đúng hoàn cảnh thật sự thì họ rót tiền gì để mà giúp đỡ đấy mới gọi là chia sẻ câu nói một thiện nguyện thực sự gia đình chia sẻ gì leo thiện chia sẻ gì mà sống là chia sẻ mày nên hiểu lại hai cái từ chia sẻ nghe đừng lên cộng đồng mạng dẫn dắt đủ các kiểu rồi cái như bây giờ thực sự là những bà con họ đứng ra họ nói sự thật là lên thì nó có những câu từ cái chợ búa như nó quay ngược lại để mà nó nó trắng áp lại thì thực sự đó là không phải sai không biết nhận sai Đấy mà càng lúng vào càng sai càng lấp lỗ là càng hở những cái điểm hở Đấy. cho nên có một số bà con cái đó là cái như là tại sao phải đi vạch lá tìm sâu thực sự ra cái cây mà nó muốn tốt thì cũng cũng phải nên bắt những con sâu ra chứ sao là vạch thấy sờ sờ đấy đâu mà sẽ là vạch đúng không trồng một cái cây mà muốn cái cây phát triển tốt nhất bắt những con sâu ra giống như trong cái môi trường thiện nguyện này muốn cho cái môi trường thiện nguyện nó trong sạch nó tốt đẹp thì nên tìm ra những con sâu đó, bách diệt cái đi Đừng để nó mượn cái danh thiện nguyện để Đừng để nó mượn cái hình ảnh thiện nguyện, nó làm xấu đi Nó làm uh, hai cái từ thiện nguyện, nó không còn đúng ý nghĩa nữa Đúng không quý Cho nên, đó, tôi chấp nhận, tôi vạch lá, tôi tìm sâu Và tôi sẽ bách những con sâu nào đó như là cần bách, tôi bách hết Đấy cho nên đừng bao giờ mà cái nhảy vô thách đố tôi là kể như là vạch uh, lá tìm sâu ganh ăn tức ở. Ganh ăn tức ở không là hỏi tất cả các mạnh thường quân mà đã gửi tiền về trong những ngày vừa qua đấy. Ha. Những mạnh thường quân đó cũng đã lên tiếng người ta nói. Người ta vì sao người ta phải nói? Mà nói thật sự tôi thưa quý vị, cái cô 81 tuổi bây giờ cô sống đâu thiếu gì. Thật là cái như là những mạnh thường quân mà cái cũng đã từng lên kênh của tôi để chia sẻ cái 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 quan điểm đó. Người ta đâu sống đâu thiếu gì Tại sao người ta phải lên tiếng Vì người ta muốn rằng đóng góp một tiếng nói cho cộng đồng Để dẹp đi những cái lũ mà gã như là Nó đang lợi dụng cái tình thương của người khác Để nó sống nhẫn nhơ trên tình thương của người khác Chứ người ta đâu phải là nói người ta cái năng tất cỡ Nếu tôi nói đảm bảo quý vị Những bà con này họ, họ nói là họ còn hướng về quê hương Họ muốn là để đóng góp tiếng nói của họ xây dựng cho tốt đẹp cái trong các thiền nguyện để giúp những đồng bào nghèo khổ thật sự chứ không phải đồng tiền của họ gửi gì để giúp trọng súng Đấy. như những trường hợp như trọng súng thì nó thực sự quý vị giờ mà cái như là ai cũng như trọng súng là xã hội phát triển là sao phải để cho nó tự đứng lên tự nó vươn lên Đấy. những ngày vừa qua quý vị thấy có những thước phim nó vô cùng phản cảm mà vẫn các người kể như là Rốt tiền để giúp đỡ vẫn có người có những cái câu từ siết xoa so tội tội gì nó đang lấy nước mắt của quý vị nó đang diễn trò để nó kiếm tiền Mạnh Thần Quân để tội gì đó, lỗi đó mà tội gì. Cái lỗi đó phải để tự nó tự sinh tự diệt. Cái lỗi đó thực sự ra tôi đảm bảo quý vị tôi không tội chút nào hết. Ai cũng có tâm từ hết nhưng dùng tâm từ của mình ở đúng chỗ thì nó mới phát huy được cái tác dụng. Chứ quý vị dùng cái tâm từ quý vị nó sai. Nếu nó sai đối tượng, nó sai hoàn cảnh Thì cái tâm từ quý vị là trở thành một trong những cái dù nó che cho những kẻ nó lợi dụng cái tâm từ này xong Đấy là quý vị đang tiếp tay chứ không phải là cứu giúp gì Đấy. Từ bi người ta từ bi có trí tuệ Từ bi này có từ bi mà không có trí tuệ thì gọi là cái tiếp tay phá hoại Đấy. Đấy, cái nhiều vị vô nói là cái như là trời ơi trầm xuống tội quá trọng súng coi như là bây giờ nó biết lo làm anh. của nó không lo làm ăn nó chết hả nó có con có vợ cái cuộc sống của nó phải lo làm ra ăn chứ đấy nhưng tôi thấy có một vị mà cái như là mạnh thường quân mà trao đổi ra 40 triệu để cho con nó đi học rồi con vợ nó thì làm quý vị nghĩ đó là đúng hay sai cuộc sống của nó nó phải lo nó làm để ăn mình giúp nó chẳng mà giúp cái cơ sở ban đầu để cho nó làm đó làm bạc đạp để nó sống ai đâu mà đi giúp nó còn cái cuộc trao đổi nó nữa thế quý vị như là cũng dư tiền quá hoặc là quý vị không đồng tiền đó nó không phải là mồ hôi nó mới quý vị tạo ra những người nghèo khổ tôi thưa quý vị họ nhận một triệu bạc họ mừng rơi nước mắt mà trọng súng đây đâu quý vị cái như trao đổi 40 triệu để đổi lại con vợ nó phải đi làm Sao quý vị rảnh vậy vậy cũng kỳ kỳ tôi thấy nhiều cái mà cái như nó thật sự nó cũng không có một cái gọi tính nhân văn đó cái đó đi làm từ thiện mà gửi tiền cho người ta yêu cầu người ta phải có một điều kiện để lo cho cuộc sống của người ta như thế thì quý vị cảm thấy cuộc sống người ta người ta phải tự người ta đứng lên người ta phải có những lập trường kiên định trong cái công việc trong cuộc sống người ta phải chấp nhận cái như là vượt qua những khó khăn mà khi mình tiếp sức thêm một xíu về tài chính nữa thì người ta mới trân trọng người ta mới biết quý giá người ta biết phát huy phát triển chứ đằng này nó nằm nó ăn như con heo mọi đó mà bây giờ thật sự tiếp tay cho nó nữa để làm gì nó ăn như con heo mọi nó làm gì đâu nó làm được trò gì ăn đi ra ủi phá làm gì đâu Đúng không mà heo mọi có làm thịt thôi chứ làm gì được Đấy. Nên quý vị đang vô tình đang vỗ béo cho những cái thành phần này Đấy, nó mượn cái hình ảnh nghèo hình ảnh khổ và cái này tôi cũng đã từng chia sẻ từng phân tích rồi chứ không phải không có mà cũng từ đâu? Cũng từ thiên lê thánh thiện. Nó đưa lên những cái nhân vật mà nó không có cái sự xác binh. Cho nên là cái lòng tham của người ta trỗi dậy. Cứ nghĩ là lên hình ảnh, có hình ảnh là có tiền, có hình ảnh có tiền. Sao vậy? Cho cái tư tưởng đó, thực sự bây giờ cái tư tưởng đó nó cũng đang tiêm nhiễm vào một số thành phần. Chỉ cần lên hình ảnh là có tiền, ủa sao dễ vậy? Làm cái chuyện lên hình ảnh có tiền mà cũng từ kênh Lơn Thiện mà đưa ra những hình ảnh như Trọng Súng nó trở nó khỏe như trâu mà được mạnh Thượng Quân giúp đỡ thì những bà con mà có cái tư tưởng cần lên nhận có tiền đó là những cái tư tưởng sai Đấy. giúp là tùy duyên nhưng mà giúp đúng cái hoàn cảnh Đấy. cho nên cũng từ Lơn Thiện mà đẩy Trọng Súng lên bây giờ đó Trọng Súng có gì thế cứ càng lên hình ảnh càng nhiều càng tốt nhiều kênh quay càng nhiều càng tốt Đấy nó không mấy mắc cỡ là gì chứ nếu mà nó có một xíu gọi là mắc cỡ một xíu gọi là liêm sĩ trợ thâu tôi dị quá rồi mấy ông đậu bây giờ mấy ông đừng có quay tôi nữa quay mà hôm nay có đồng tiền ở đâu mà nó chữ như trời luôn nó chữ quá trời mà quay nữa đúng không nếu nếu đồ súng nó còn tí sĩ diện nó nó nói ngay nó phạm bắt ngay thôi mấy ông đừng quay tôi nữa càng quay người ta càng chữ tôi mà chửi tôi không phải là thế hệ tôi ảnh hưởng mà ảnh hưởng cả thế hệ con tôi rồi cháu nội tôi nó ảnh hưởng nay thời điểm 5.0 rồi tất cả các thông tin dữ liệu nó lưu tử rồi đó mà sau này nó thật sự đời con đời cháu đời chết mà nó lôi ra cái hình nó thấy trời ơi hầu xưa mà cái ông nội ông cố mình mà ông đi ăn mày cộng đồng mạng thế này nó nhục lắm cái trường hợp trọng xuống tôi nói, nên, nên, nên dừng được rồi nó quá nhục Đấy. còn lương thiện nên những cái clip mà cái quay kêu gọi đó, nên xóa đi quay kêu gọi mà không xác minh đó. tôi nghĩ lương thiện nên xóa những clip đó là tôi nghĩ là lân thiện đa sáng suốt đấy. chứ đừng nghĩ là cái như là qua cầu đấy là cái như là yên thân không dễ đâu đấy. và cái này tôi cũng nên gửi lân thiện tốt nhất nên im miệng lại đừng bao giờ đi phân bua bất kỳ vấn đề nữa thì sự việc là chìm lắng Chứ lân thiện càng môi ra thì việc càng thối thêm tôi đảm bảo cái gì vuông góc cái gì luôn lân thiện càng đi lấp lỗ là cái sự việc càng thối ra và đừng bao giờ dẫn dắt dư luận đừng bao giờ cái như là ý lớn hiếp nhỏ đấy, nghĩ mình cái kênh lớn rồi như cái những cái đề bẹp những kênh nhỏ cho nên những ít cả anh em nào nó dám lên tiếng sự việc lớn thiện mặc dù là biết cái sự việc đó nó không rõ ràng là sai nhưng nó không dám lên tiếng vì sao lớn thiện nó gọi một cái là cái như cả những vị khán giả và nó là đè chết ngắt ngay đấy tôi đảm bảo khoảng 10% thôi 10% của là một số khán giả trên kênh thôi chỉ cần sang report là cái như là đủ đủ ớn đủ mệt rồi. Và nó chơi những trò đó, đó, Ngay cả bây giờ bản thân tôi cũng bị lơ thiện đang chơi trò đó Cho nên đang nghĩ là bây giờ nó dùng kênh lớn rồi nó dùng những cái chiêu trò hèn để nó, để nó áp dụng của tôi Với áp dụng tất cả những câu từ mà nó dơ giấy Với một số vị khán giả, một số bà con lên kênh của tôi ý kiến Cho nên hôm nay tôi cũng muốn nói rằng Để quý vị có những cái sự nhìn nhận rất rõ ràng cho cái nhân vật lơ thiện này để. Chứ không thể chúng ta không thể mà nhắm mắt làm lơ mà để cho những kẻ mà cái như mình làm lơ thì chắc em sẽ có thành làm liều Và lơ thiện bây giờ nó sẽ đang làm liều mình đang làm lơ Thì sẽ có thằng làm liều nó làm bật chắc Và đến bây giờ là quý vị cũng đã biết rồi Đúng không ạ Cho nên clip này tôi nói còn hơi nhiều Thì tôi xin phép quý vị cho tôi kết thúc clip đây Một lần nữa Tôi kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe Và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Và nếu quý bà con nào yêu thương Ở Lan Thang Sài Gòn Và để đóng góp cho cái tiếng nói cộng đồng Thì tôi nhờ quý vị chia sẻ giúp clip này và vui lòng à, nếu mà cảm thấy yêu thích thì đăng ký giúp kênh của Lao Thang Sài Gòn và một lần nữa tôi xin kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye quý vị.